Bữa nay dậy sớm lắm, trước khi đi bộ thì uống cái sinh tố bà xã bà mới xay nè. Bà xay 3 ly, bà uống hết 1 ly là còn cái ly bự này chút chút nữa chưa uống. Trong đây có mấy món trái cây nha bà con, nhìn ngon hấp dẫn lắm, lâu lắm rồi bây giờ mới mới xay lại. Lúc trước ngày nào cũng uống á. Cái máy xay sinh tố này trước mình mua ở ngoài Costco, mua nguyên một complete làm nhiều nhiều thứ lắm, cái này chỉ là một trong những cái đó thôi mà nó xay tốt lắm nha. Cái lưỡi nó bén lắm. Xay cái gì nó cũng nó nhuyễn ra luôn á, nó không có còn cái gì hết. Đây là mấy cái trái cây bữa đi lấy ở ngoài nhà thờ đó, có nho, có táo, trái quýt thì nhà thờ ở đây cho nhà thờ Westminster trái quýt, chuối, táo, quýt, bơ với lại nước dừa đó. Ba xay mấy món này thôi, uống cái đó xong rồi ăn Cheerio giảm cân ngon lắm nha bà con. Bây giờ mình phải vô chương trình giảm cân mùa hè đó. Mùa hè thì lâu tối thì đi bộ được nhiều hơn. Ở Cali này thì tới 8 giờ rưỡi 9 giờ nó mới trời mới tối lần. Còn lên Bắc Mỹ như người nào ở Canada đó, thì nhiều khi 10 giờ đêm 11 giờ đêm mới tối nha. Thì cái ngày nó dài ra hơn. Mình có nhiều thời giờ á, mình làm nhiều công chuyện lắm, mình ăn cơm xong mình đi bộ xong về mình làm đủ thứ chuyện khác trong gia đình mình nữa. Còn mùa đông á, thì mau mau tối cho nên ít làm được cái gì lắm. Này là ăn sáng nè, có hai cái bịch bự ở chỗ, mua ở trong Costco bữa đó. Cái này thì có trái trái strawberry người ta làm khô á, ngon lắm nè. Mấy cái đỏ đỏ này là strawberry nè, sấy khô á, mình ăn không cũng ngon nữa, nó giòn giòn ngọt ngọt, giảm cân. Trong đây nó có chất fiber, chất sợi cho nó làm cho mình tiêu hóa dễ. Mình đổ sữa ong mình vô, đổ sữa vô ăn cho nó dễ. Còn người nào không ăn sữa được á thì ăn không cũng ok, không sao á. Sữa nào cũng được nha bà con, sữa em bé, Similac, sữa bột á, lẫn qua nhà thờ về cũng được. Sữa tươi, sữa almond thì hơi sang nha. Sữa háp hay náp, sữa nào cũng được, chứ sữa dê, người nào có nuôi bò đó, dắt sữa con bò ra bỏ vô cũng ok luôn. Sữa này thì hơi sang nhưng mà tại cái này đồ chùa mà, miễn phí của nhà thờ cho nên mình xài thôi. Ngon, ngon lắm. Cái máy xay sinh tố hiệu Ninja này, trước Costco nó bán nguyên một cái hộp bự complete đủ thứ á. Mình mua tới hình như 300 đồng hay nhiêu đó, được bớt rồi đó. Nó nhuyễn lắm nha bà con, này xay ra nó nhuyễn nha. Nhưng mà smoothie á, giống như là làm smoothie mấy đứa con nít ở ngoài cái tiệm nó hay bán đó. Không. Còn mình mua mấy cái đồ giỏm mấy chục đồng á, là nó xay ra nó còn cái xác á, cái xác của trái cây nó vẫn còn cái nó nhiều lắm. Cái này là nó tan hết trơn luôn nè, đã không? Cái này mình làm da ua cũng được nữa, đó, nhìn đã không? Không. Bỏ thêm chút xíu nho khô vô nữa ăn cho nó ngon. Cái hộp nho khô nè. Cái này cũng lấy ở ngoài nhà thờ hôm bữa đó. Nặng nha bà con. Nặng cái hộp này cũng nặng thôi chứ. 12 ounce 340 gram. Cái này sản xuất ở California nha. Tiểu bang nông nghiệp nè, California thì ở đây đa số là trồng nông nghiệp không à. Trồng gạo, trái cây này kia đó, sản phẩm nông nghiệp nhiều lắm. Thì có xuất cảng ra khắp thế giới luôn, hình như có bán ở Việt Nam nữa. Người nào ở Việt Nam thì mua cái hiệu này, đồ hiệu nè của California nè bà con. Thì có nhiều người không biết Cali nó bự sao, thì đại khái là khoảng 1,6% nha. Tức là nước Việt Nam là 1 thì Cali diện tích nó là 1,6, lớn hơn, cho là gấp rưỡi đi. Nhưng mà dân thưa lắm. Ở Việt Nam 100 triệu dân thì ở đây dân có mấy chục triệu người à. Khoảng 40 triệu người à. Trong đó hết 10 triệu người là dân 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 lậu qua vượt biên qua ở không có giấy tờ đó, từ bên Mexico nó qua đó. Đây còn cái bịch Cheerio hôm bữa lấy nhà thờ nè. Cái bịch này thì nó cũng giống 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 cái bịch hồi nãy á, mình ăn á. Cái này cũng phát cho người nghèo. Ở bên Mỹ này hay bị kẹt xe lắm á, chiều chiều mình đi đi làm về kẹt xe trên xa lộ á. Thì mình coi lấy cái ziplock này là thường mình hay làm như nè, mình lấy cái ziplock á là cái bịch để đồ ăn á. Mình bỏ những cái món này vô. Cái này mình cần phải rang lại nha. Bỏ mấy cái món Cheerio mình thích ăn vô á, hoặc đậu phộng hay gì á, ăn cho nó giảm cân á. Rồi mình ngồi mình kẹt xe cả tiếng hồ đó, mình ăn hết cái bịch đó xong mình uống nước là mình no, về nhà khỏi ăn cơm, về nhà đi bộ. Đây là cái chậu bông quỳnh của bà xã.
Cái này là màu đỏ, màu hồng nha, nó nở ra đẹp lắm nè. Ngày hôm qua thì cái này nó nở rồi, bây giờ nó tàn xuống bây giờ nè. Có mấy cái nhỏ nhỏ nó đang mọc ra nữa nè, quá trời luôn, bên kia nữa nè, cái này ngày mai nó nở nè. Hình như hoa quỳnh nó ban đêm nó nở thôi chứ ban ngày nó không có nở nhiều lắm. Cái này bà để ở trong bóng mát, ở trong patio đẹp lắm, bà khoái cây cảnh này kia. Giờ bà đang làm vườn ở ngoài, giờ coi bà làm gì nha. Đó, đẹp không bà con? Cái này ở ngoài mát lắm. Bây giờ hơn khoảng gần 8 giờ sáng thôi, chưa tới 8 giờ. 58 độ F, tức là tương đương khoảng 13 14 độ C gì đó. Mát lắm nha. Mát mẻ, vườn bông có đẹp không? Hello người đẹp, đi bộ không người đẹp? Hả? Làm nông dân hả? Tứ cây nông dân. Trời, cái bông này nó ra đẹp nè ha. Để dễ thương không? Cái này chuẩn bị nó nở ra nữa nè. Bông hồng nhiều lắm. Người đẹp Bình Dương tối ngày lo trồng bông hồng không hả? Wow, bên đây nó đẹp quá mà, cái bông này đẹp quá hả? Bông Đây nè. Cái bông hồng kia là Queen Elizabeth á. Queen Elizabeth hả? Hồng kia kìa. Hoa hồng này á hả? Trái đào tơ nó mọc ra rồi nè, nó không ăn được. Cái lá em nó bị sâu hay bị cái gì em? Bị sâu rồi nè, cái lá nè nó bị something wrong. Cái này giờ chị sao, cắt hết luôn chứ nhổ hết lá luôn, còn cái cành thôi cho nó mọc lại thôi. Đi bộ giờ, đi bộ một mai thôi là ok rồi. Thời tiết ở đây á, nó bốn mùa một ngày luôn. Buổi sáng này thì giống như là mùa đông vậy đó, rồi chưa xong rồi tới mùa thu, xong rồi tới mùa hè thì chiều mát mát trở lại, xong rồi lạnh đó. Dù cho là giữa giữa mùa hè nắng nắng nóng cỡ nào thì buổi sáng nó cũng mát mát giống vậy nè. Người nào mà yếu á, không có sức đề kháng tốt đó là dễ bị bệnh lắm ở Cali này nè, tại vì nó nằm ở giữa, một bên là núi, một bên là biển. Gió nóng nó thổi từ sa mạc ra, gió biển lạnh nó thổi vô, mình nằm ở giữa thì mình phải thích nghi nha. Mình ăn uống điều độ, tập thể dục, ăn tỏi nhiều á thì mình thích nghi dữ lắm, mình phòng chống được bệnh tật này kia. Chơi nhà bên đây nó có cái cây lưu quất mà nó chín hết trơn rồi, ở trong nè trái quá trời luôn mà người ta không có hái nè, bữa nào phải xin vô hái. Hôm bữa đi bộ ngoài đây á, hái mấy cái trái nhỏ nhỏ đây thôi, ngoài đây thì người ta hái nhiều nó đi công cộng mà, còn cái này là nhà của người ta, ở trong mình đâu có vô được. Ở trên kia chín quá trời kìa, đó phía trên đó đó đó, mấy trái nó chín rồi, trái to không à, chim nó xuống nó ăn uổng lắm. Đây là cái nhà của Việt Nam người ta mua đó, người ta xây, đang xây phía sau. Cái này là cái lô đất này chia làm 3 căn nè. Rồi chương trình đi bộ tới đây là chấm dứt nha. Gặp sau nha bà con, buổi sáng thì nó dốc tào lao quý đao vậy thôi.